Câu chuyện về chiếc xe đạp Super Sasha được in 3D bằng carbon của Liên hiệp cứu trang cũng chỉ là một trong chuỗi những cái vấn đề liên quan đến việc dùng niềm tin để huy động vốn mà gần đây rất nhiều doanh nghiệp đã gặp phải. Câu chuyện của Novaland khi mà huy động vốn từ khách hàng, đó là câu chuyện của SCB khi mà đi huy động trái phiếu, cũng như là rất nhiều những cái doanh nghiệp bất động sản khác khi mà huy động tiền của khách hàng bằng cách đánh vào cái niềm tin, đánh vào cái hy vọng của người mua, của nhà đầu tư. Bản thân tôi một người làm kinh doanh dù là khá là nhỏ so với những gì ở bạn Kiều Trang làm, hoặc so với gì hoặc còn so với những cái doanh nghiệp khác thì nó còn rất là nhỏ bé. Đôi khi bản thân tôi nhìn Trang làm thì tôi cũng cảm thấy nghẹn thở, tôi biết là những cái đấy nó rất là khó. Vậy mà Trang trong một cái thời gian rất là ngắn đã có khả năng xây dựng uy tín của mình rất là lớn và có thể huy động vốn được một cách dễ dàng và nhanh chóng ở cả trong nước lẫn nước ngoài, ở từ cả những cái quỹ đầu tư có tiếng ở Silicon Valley lẫn người tiêu dùng ở Việt Nam, thì đó là một cái việc làm thật sự là đáng khâm phục. Cũng giống như là Novaland, trong một thời gian ngắn họ đã vươn mình lên thành một cái thánh gióng bằng việc dùng tiền của nhà đầu tư, dùng tiền của người mua, đánh vào uy tín, đánh vào tâm lý của người mua. Ông bà ta đã nói là trong kinh doanh thì uy tín là cái thứ quan trọng nhất, không phải là vốn. Tôi cũng đã không ít lần đã dùng uy tín của mình để huy động vốn kinh doanh ở quy mô nhỏ hơn. Đơn giản nhất là việc rủ bạn bè anh chị em góp tiền vào để đầu tư bất động sản. Quy mô lớn hơn chút xíu là kêu gọi góp tiền, góp vốn từ cộng sự của mình để đầu tư vào kinh doanh chuỗi cà phê, kinh doanh nhà hàng, và ở quy mô lớn cao hơn, tinh vi hơn, đó là đầu tư góp vốn startup vào những cái doanh nghiệp liên quan đến giáo dục, liên quan đến công nghệ, liên quan đến edutech, ví dụ như là xây dựng những cái platform học online, là những cái công chuyện, là những cái trào lưu rất đang rất là mạnh mẽ, phổ biến trong những cái năm vừa rồi. Kết quả của những cái lần mà huy động vốn đó là thành công cũng có mà thất bại cũng có. Ở những cái lần thất bại, mặc dù không có cam kết với nhà đầu tư như là Novaland đã làm, hoặc là như chiếc xe đạp Super Startra đã cam kết sẽ trả sản phẩm cho khách hàng, thì tôi cũng luôn cố gắng trả lại cái vốn gốc cho những người đã tin mình. Vì tôi biết rằng là đối với họ thì đó là một số tiền cũng khá là lớn. Một cái thứ mà quan trọng hơn đối theo tôi là có những cái thứ nó đắt giá hơn tiền bạc. Có những cái thứ mặc dù thất bại nó vẫn khiến mình buổi tối đi ngủ ngon được. Đó là chính là uy tín. Nếu mà mình còn cứ uy tín, mình giữ vững uy tín thì kể cả trong thất bại mình cũng cảm thấy rằng là tối mình ngủ ngon và mình không bị ngất mất ngủ vì những cái thất bại mình gây ra cho người khác. Và từ đó thì mình có cái sức để tiếp tục chiến đấu, tiếp tục kinh doanh, tiếp tục lao vào cái thương trường rất là khắc nghiệt. Bản thân tôi cũng là một người làm trong tài chính và ngân hàng và cũng tham gia rất nhiều vào những cái phi vụ đầu tư, thành công có và cũng thất bại cũng có. Từ cái góc độ của một nhà đầu tư và một người dùng cái uy tín của mình đi huy động vốn, thì tôi rút ra được một số những cái quan sát, một số những bài học cho chính mình, có thể đã áp dụng nhiều hơn cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, và nó chỉ áp dụng được cho những cái doanh nghiệp lớn như Novaland, những cái doanh nghiệp deep tech đòi hỏi rất là nhiều vốn. Nhưng theo tôi đây là những cái bài học mà tôi luôn luôn ghi nhớ để mà mình tiếp tục trên cái con đường kinh doanh của mình. Thứ nhất, đó là với những cái người góp vốn cho mình, họ có một cái niềm tin rất lớn vào mình. Đôi khi cái niềm tin đó còn lớn hơn cả cái niềm tin vào chính bản thân họ. Hầu hết trong số những người đó họ đều có thể dự đoán được những cái khó khăn, họ đều có thể cảm nhận được những cái rủi ro khi mà kinh doanh, khi làm vào một cái dự án. Nhưng họ vẫn chọn đi theo mình bởi vì họ nghĩ rằng là họ không có thể không làm được. Nhưng mà mình với cái năng lực của mình, với cái kinh nghiệm của mình, có lẽ là mình sẽ thành công. Và đôi khi họ kỳ vọng một cái sự đổi đời, họ kỳ vọng một cái cú thắng lớn từ cái khoản đầu tư của họ vào mình. Do đó thì đó là một cái áp lực rất lớn đối với những người nhận cái khoản tiền đó. Đó thật sự là một cái áp lực rất là lớn đối với bản thân tôi, là một người nhận cái vốn là một chuyện, nhưng mà nhận cái niềm tin đó từ những cái người họ góp vốn vào cho mình. Do đó cái trách nhiệm của tôi là tôi phải vẽ ra một cái bức tranh thật sự thực tế. Đó là một cái bức tranh đẹp, nhưng nó phải là một bức tranh thực tế, nó không được lãng mạn hóa, nó không được nói quá lên rất nhiều, chứ chúng ta không thể lãng mạn hóa cái việc kinh doanh lên trở thành một cái điều đẹp đẽ, trở thành một cái điều nhanh chóng dễ đạt được. Thì rõ ràng là cái uy tín của chúng ta đang lạm dụng cái uy tín của chúng ta để làm một cái thứ vượt qua cái thực tế. Cái bài học và cũng là cái quan sát thứ hai mà tôi nhận thấy, và nó cũng có vẻ như hơi mâu thuẫn với cái bài học đầu tiên, đó là khi mà mình càng càng thực tế bao nhiêu, càng vẽ một cái bức tranh thực tế như thế nào, càng chỉ ra rõ những cái rủi ro, những cái khó khăn, mình càng minh bạch bao nhiêu đối với nhà đầu tư, thì tôi cảm thấy là họ lại càng tin tưởng mình. Và đôi khi họ lại lãng mạn hóa những cái khó khăn đó, và họ lại càng muốn đi theo mình bởi vì họ có một cái suy nghĩ rằng là cái anh này, cái chị này họ rất là minh bạch, họ rất là rõ ràng, thì như vậy tôi càng tin họ
và họ cảm nhận cái sự khó khăn đó giống như là chiến thắng trở về từ một cái cuộc chiến, và cái việc thành công đó nó như một cái người hùng vậy đó. Cho nên là họ nghe những cái chia sẻ về khó khăn, về rủi ro thì họ lại cảm thấy là cái bức tranh đấy nó đẹp hơn, cái uy tín đấy nó, cái sự minh bạch đó nó khiến cho cái uy tín của mình tăng lên. Và ngược lại thì cái người nhận tiền như chúng tôi thì khi mà chúng tôi chia sẻ những cái khó khăn đó ra và họ vẫn tin tưởng của mình thì cái áp lực, cái trách nhiệm nó lại lớn hơn rất là nhiều. Một cái bài học thứ ba mà tôi quan sát được khi mà trong quá trình, trong cái sự nghiệp đầu tư ở tài chính của mình, đó là mình, tức là người kinh doanh, càng xa cái nguồn gốc của đồng tiền bao nhiêu thì mình lại càng mất cảm xúc với nó bấy nhiêu. Ở một cái khía cạnh nào đó thì chúng ta càng ít trách nhiệm với nó bấy nhiêu. Cũng giống như là chúng ta ăn thịt gà, thịt heo, thịt bò mà chúng ta không cần phải giết mổ gà, chúng ta không cần phải giết gà, chúng ta không cần phải mổ heo, mổ bò, nên chúng ta không cảm thấy được cái sự dã man trong việc làm đó, và chúng ta bớt tội lỗi, chúng ta không còn cảm thấy tội lỗi nữa khi mà ăn thịt. Và rõ ràng là cái loài người bây giờ càng ngày càng xa với cái nguồn gốc của cái việc giết mổ, cho nên cái việc ăn thịt nó trở thành một cái thói quen rất là, nó trở thành một cái văn hóa rất là phổ biến của loài người. Thì tương tự cũng như vậy, ở những cái doanh nghiệp lớn, những cái doanh nghiệp startup cần nhiều vốn, họ huy động vốn từ những người xa lạ, như cách mà Novaland, Vạn Thịnh Phát huy động vốn từ khách hàng của mình, cách mà Arova huy động từ Indiegogo cho chiếc xe đạp của mình. Mặc dù đó là những người fan của họ, mặc dù đó là những khách hàng của họ, nhưng mà những người chủ, những người vận hành dự án đấy không biết khách hàng của họ là ai, không biết fan của họ là ai. Mắt không thấy, tim không đau, họ sẽ càng ngày càng xa dần với cái trách nhiệm, với cái đồng tiền đó. Vậy thì chúng ta là những nhà đầu tư, chúng ta cũng không thể dùng cảm xúc của chúng ta để đưa ra quyết định được. Những cái cảm xúc đó có thể là tham lam, có thể là không tự tin vào bản thân mình, có thể là đến từ cái nỗi sợ, FOMO, có thể là muốn giàu nhanh. Tham lam muốn giàu nhanh, tức là anh chị đó giàu như thế thì chắc chắn là sẽ thành công, và tôi cũng muốn giàu như anh chị đó, cho nên tôi cũng muốn bỏ tiền ra. Thiếu tự tin, tức là anh chị đó đã giỏi như vậy rồi thì chắc chắn là anh chị đó sẽ thành công, tức là mình đang tin vào người ta hơn là đang tin vào bản thân mình. Hoặc là FOMO, là khi mà nhiều người tham gia quá thì chắc là cái phi vụ này đúng đây thì tôi cũng nên tham gia. Đây chính là những cái cảm xúc rất là rõ, rất là dễ nhận diện khi mà chúng ta đưa ra quyết định góp vốn hay là đưa ra quyết định đầu tư vào một cái phi vụ nào đó mà chúng ta không biết rõ cái người sử dụng tiền là ai, chúng ta không có cái quan hệ cá nhân với những người sử dụng tiền này. Việc chúng ta đầu tư chứng khoán hay là bất động sản cũng vậy, nó cũng giống như việc chúng ta góp vốn vào các cái doanh nghiệp. Doanh nghiệp họ đang đi huy động vốn từ các bạn, họ cũng đang ở rất là xa cái nguồn gốc đồng tiền của các bạn, thậm chí là hầu hết, chắc chắn, thậm chí là họ chẳng biết bạn là ai cả. Do đó khi mà đầu tư vào những cái thị trường như vậy thì bạn tuyệt đối không nên để cảm xúc chi phối. Nếu mà để cảm xúc chi phối thì rất là dễ mất tiền, như trong những cái trường hợp vừa rồi. Bạn đừng đầu tư vào chứng khoán, bất động sản, hay là đừng góp vốn khi các bạn không trả lời được ít nhất là 3 câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất là những người sử dụng đồng tiền của mình là ai, họ đáng tin cậy đến mức nào. Bạn có thật sự biết ông chủ của Novaland không? Bạn có thật sự biết người sử dụng đồng tiền để làm ra những cái xe đấy là ai không? Bạn có mối quan hệ cá nhân và bạn hiểu họ thật sự hay không? Hay là bạn chỉ bị hiểu họ qua những cái bài báo chí, qua phương tiện truyền thông? Thứ hai là sản phẩm của họ đáng tin cậy đến mức nào? Bạn đã sử dụng chưa? Hay là nó là một cái sản phẩm ở trên giấy? Thứ ba, họ đã minh bạch như thế nào trong những cái lần huy động vốn trước đây? Chúng ta trả lời được 3 câu hỏi này thì chúng ta có cái sự tự tin lớn hơn khi bỏ tiền vào đầu tư cho một cái dự án kinh doanh, hay là cho một cái doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, hay là mua bất động sản cho bản thân mình. Hãy đăng ký hệ thống kênh của Học viện AYP với hơn 1,1 triệu subscriber để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.